cho ngôi trường yêu đó những dấu chân. Để hoạt động chào mừng cái thành tích của trường Quốc Văn đạt được hôm nay là 3 giải học sinh giỏi quốc gia, 15 giải học sinh giỏi của thành phố Hồ Chí Minh và 2 giải học sinh giỏi thành phố Cần Thơ. Thì chúng ta tổ chức chuyến dã ngoại và về nguồn cho trường Trung học phổ thông Quốc gia Sài Gòn tổ chức. Và hôm nay thì quy động các em học sinh hôm nay thì thứ nhất là thầy gửi lời chúc mừng tất cả học sinh. Song song đó thì hoạt động nhà trường tổ chức cái chuyến đi thì thầy xin đọc qua thông qua cái chuyến đi và thời gian địa điểm cụ thể là 7 giờ đến giờ là chúng ta tập trung ở bảo tàng chiến tranh Trường Sơn để tham quan tìm hiểu lịch sử và chụp hình. Điểm thứ hai là từ 9 giờ tới 10 giờ 30 chúng ta tham quan nhà hát thành phố từ đài Bác Hồ để chúng ta báo công với bác và chụp ảnh lưu niệm. Điểm đến thứ ba là chúng ta đến là điểm Dinh Độc Lập nhằm tham quan tìm hiểu về lịch sử và công sở trong đó chúng ta cũng có chụp ảnh lưu niệm. Chúng ta là 13 giờ 15 giờ chúng ta tham quan thành Hồng Biên, thì trong đó thì em sẽ có đến bên tự này Vua Hùng đó, em có báo công Vua Hùng thì chúng ta sẽ làm lễ báo công và chụp ảnh lưu niệm ở đó luôn. Và trong trong đó các em sẽ tham quan thành Hồng Biên. 15 giờ tới 17 giờ chúng ta tham quan trung tâm thương mại Vincom. Và cuối cùng là chúng ta ăn tối ở nhà hàng Trình Ký, là búp bê ở nhà hàng Ký. Và kết thúc chuyến đi là chúng ta sẽ dạo qua quận 7, chúng ta tham quan cầu Ánh Sao và về trường. Đó là kết thúc của lịch trình chúng ta. Rồi, và mong mà tất cả chúng ta đi chuyến đi này là thứ nhất là an toàn, vui vui và đem đến những kỷ niệm ấn tượng cho các em trong một năm học cũng như là những thành tích các em đạt được. Ôn vương trời. Một tay lớn đi. Rồi một tay lớn luôn. Em bắt mày. Bệnh rồi. 1:5 nha, 1:5 đi. Rồi 1:5 đi tôi. 1 con vịt 2 3. Một con vịt sẽ là hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Nhiều quá to lên đi. Nước nó bị ba bị mất. Lúc lên bờ lấy cái cánh cho cuộn. Rồi,
ơi. Nghe Vũ Nam, tại sao giáo sư đó không có làm những điều mình nói mà lại cứ nói suông những điều nghe mà... của giáo sư không phải là nghe đâu có phải là cái đó đâu. Nhỏ hay đúng rồi, giáo viên giáo sư làm kêu giáo sư nhau là giàu đấy, nhưng mà cái đó là cái đó đã nhậu về nhà nước lại cứ một người đó một người đó chế độ của mình cái là nó không được như vậy, cơ bản là cái đó. Rồi rồi, có lập trường sao? Giữ nguyên lập trường không? Rồi, giữ nguyên lập trường. Giữ nguyên lập trường sao? Nói lại lập trường, nói lại lập trường anh nghe. Cái lập trường của em đó là giáo sư cũng muốn làm giàu nhưng mà chỉ nói suông thôi chứ không làm được. Ờ, đã nói là giáo sư. Tại video là muốn kiếm làm giàu mà. Đúng. Nhưng mà giáo sư làm thì có tiền đâu mà làm giàu. Ủa chứ người nông dân có tiền không? Người nông dân có tài sản có đúng đó. Người nông dân có tài sản có đúng. Nhưng mà cái người nông dân đó là cái người người ta việc người ta làm là nó là như vậy. Ta áp dụng khoa học và để làm. Cái người giáo sư là nghề người ta chỉ đi dạy thôi. Đáng lý ra là phải được ưu đãi ở cái chỗ là lương bổng hoặc như thế nào đó. Nhưng mà người ta đi dạy người ta cống hiến cho đất nước bằng cái đó. Nhưng vì chế độ như vậy cho nên người ta không... Không phải người ta không làm được. Rồi rồi. Đây là phân trần nè, bên cái cạnh này nói về cái thứ nhất là cái nghề giáo viên, giáo viên đi, trực tiếp là giáo viên đi, là người hướng dẫn, chỉ bảo chúng ta, chỉ chúng ta phương pháp để chúng ta cách làm người, cách sống. Còn những có hòa giải mà sao? Rồi thêm cái nữa là sau này nếu mà chúng ta sau này chúng ta lên phát triển lên, chúng ta làm giáo viên, chúng ta làm nông dân để phát triển kỹ năng đó, xây dựng, làm giàu đất nước là điều đúng. Nhưng cái chỗ này nè. Là nam nó sai chỗ này nè, em và chúng ta hiểu sai vấn đề là chúng ta nói những người mà đứng lên bục để nói chứ không phải là giáo viên hay là người gì đó, những người mà ví dụ họ nói giống mà lãnh đạo đi, họ nói rồi họ giữ cái chức cái ghế rồi họ chỉ đạo nói mà không ai làm hết mà họ không làm nữa nên là cái đó là không được. Thôi nói sâu xa, nói rồi làm, nói rồi hành. Nhưng bác đã nói gì? Bác Hồ nói sao anh Nam? Dạ. Bác Hồ nói sao ta? Nói sao? Bác Hồ nói sao ta? Có câu gì bác Hồ nói gì? Dạ. Không có việc gì đó. Chỉ sợ không có tiền. Chỉ sợ tiền cũng nhiều. Bác Hồ gì đó? Không làm gì thôi. Không làm gì thôi. Không làm gì thôi. Chắc mà chết. Chết thì không có vậy. Em rớt cái hố mà không phải nhảy là được. Cuối cùng nó lại nhảy lên được. Đó. Từ từ kể chuyện em chắc là nó hết hay đó. Lo cái gì đó, lo chuối hấp dẫn. Rồi, thì con ếch nó suy nghĩ giờ nó nỗ lực nó nhảy lên, sức lực nó lại không nhảy nổi. Nó cứ nhảy lên mà nhảy hoài không được, cái hố rất là sâu. Còn cái bầy ếch ở trên thì nó bàn tán xôn xao, nó giờ khóc thương, nó giờ không thể nào cứu được, buồn quá rồi, khóc thương. Chứ không có suy nghĩ ra cách nào hết, suy nghĩ hết cách rồi. Còn ếch cái dưới thì nó nghe ra này nó than la quá trời đó, nó cũng nhảy lên, nhảy bật lên. Cái cuối cùng nó không ra được cái viếng đó. Là chứ nó. Nhưng mà theo sức lực nó là không ra được. Cái mọi người nó nói là tôi tưởng mày chết rồi mà sao mày cũng cố gắng mày nhảy lên rồi nhảy thành công thì mày hay vậy. Rồi con ếch nó mới trả lời là tại máy bay cổ vũ rồi đó. Con ếch nó biết. Câu chuyện nói lên điều gì? Con ếch không sự động tài. Viên là một ý con ếch này nó bị lãng tài nhưng mà sự không biết nó phải nhịn chặt đấy. Cái là con ếch này nó bị lãng tài rồi mọi người á bây giờ thấy là tài năng á, tại vì nó nhảy lên được cái hố cái mới vừa chiều cao vậy là nó là tài năng. Nhưng mà trả lời là tại sao rồi bây giờ 13 con ếch rồi đứng xuống đi. Thế giới bao la mà đâu có xa lạ.
và mỗi chúng ta như đang trẻ ra niềm vui bao la hướng ra thế giới yên vui là mơ ước nhân loại. Trời xanh bao la vươn về thế giới bao la mà đâu có xa lạ. Niềm vui bao la hướng ra thế giới yên vui là mơ ước nhân loại. Tình yêu đưa ta hướng ra thế giới, em có nghe chăng mùa xuân mới đang về? Niềm vui bao la hướng ra thế giới là mơ ước nhân loại. Tình yêu đưa ta hướng ra thế giới, em có nghe chăng mùa xuân mới đang về?
rồi. Thay hết đây bạn. 1, 2, 3. Chụp vậy đông nhiều lắm, chụp tắm à. Hết kia kia, hết kia, hết ảnh ta đây. Trời ơi, trời ơi. Nè, đưa lại cái nữa nè. Nè. 1, 2, 3. Thank you.
tơ đi. Của nó là dinh Norodom. Norodom là tên một vị vua Campuchia, người đầu tiên đã ký tên vào hiệp định công nhận sự bảo hộ của Pháp. Là thủ tướng Ngô Đình Diệm, ông Diệm có buổi lễ chuyển giao là biểu tượng của nền độc lập. Vì vậy, dinh Norodom chính thức được đổi tên thành dinh độc lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1954. Sau đó, ông đã đưa gia đình mình cùng gia đình người em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu, vợ Ngô Đình Nhu là người phụ nữ rất nổi tiếng Trần Lệ Xuân và sinh sống trong dinh thự này cho đến hết năm 1962. Gia đình chị đang làm việc giáo cái như thế này cũng là
Giữa nhiệm kỳ từ năm 1967 đến năm 1970. Sử dụng làm nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng giữa đảng chính phủ và nhà nước với lãnh đạo nguyên thủ. Chụp hình về chụp đó nha. Lớn nhất
Đông Nam Á, được ghép từ 40 mẫu sơn mài nhỏ, diễn tả cảnh sống thanh bình của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ thứ 15 với đề tài Bình Ngôn Đại Cáo. Trên bảng trắng có bức tranh là ảnh vua Lê Lợi ra đọc lời tuyên ngôn chiến thắng trong khi đang đội quân bên Hàn Phan Văn Phòng tiếp tục chiến dịch tham quan khu vực tiếp khắc khu vực sinh hoạt chung với nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Phái đối lập nhau, bàn tròn cùng bộ gốm Phúc Lộc Thọ tượng trưng cho phong cách phương Đông. Bản đồ. Mời đại chúng miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng là Việt Nam.
thủy quân lục chiến tham gia ít nhất là Trung Hoa. Trung Hoa ở đây là Đài Loan, Đài Loan và Tây Ban Nha. Họ chỉ tham gia Trung Quốc ít nhất vì họ là quân dân quân sự. Vậy chúng ta đi luôn các bạn. Hôm nay là tổng số quân mà nước ngoài đem đến Việt Nam vào thời điểm năm và sau đây là chúng ta sẽ là đoàn quân sự 45, từ đó gây một trận trung chuyển chuyển hóa thông dân đến thủ đô Washington của Hoa Kỳ và thủ đô các nước đồng minh khác trên thế giới. Thì nối liền với đài phát thanh dự phòng và phòng làm việc tạm thời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ là chúng ta sẽ đi nghe một đoàn hầm dành riêng cho binh lính và hạ sĩ quan di chuyển. Còn đoàn hầm chúng ta đang đi là dành cho sĩ quan cao cấp. Rồi lại không? Rồi lại chung rồi. Rồi lại. Vậy là bây giờ.
Ghép người ghép hai một nam một nữ. Rồi bắt thêm người nữa đi. Thôi chung nặng cô Lan là tình cảm này. Thôi một tượng đi. Tao là cuối lần năm mơ này. Rồi nặng đi, nặng đi. Rồi cô Lan, cô Lan. Rồi cô Lan, cô Lan. Nặng đi. Ai biết em muốn nặng sao nặng. Nặng nhớ nặng. Cô nặng dậy lắm. Đứng lên. Cầm đi dép qua đây. Nặng tượng này mà, em nặng tượng mà cầm tượng. Che nặng. Che mà tao chụp hình. Quay tượng nãy cho rồi. Quay mặt quay mặt. Em phải đào đi dép cho nó. Chứ cô đang chạy dép đi. Chạy như vậy. Hai tay luôn. Lớn hai tay mày. Rồi. Rồi. Chưa đâu được. Phải trong vòng 1 phút được. Chưa để chơi dâu được. Rồi. Trong vòng 1 phút. Không có bằng. 59, 58, 57, 56. Đếm đi, đếm đi. 53, 52, 54, 50. Đúng hả? 47, 48. Cứ ghi nhận lại thầy Minh đã cháu bài hết á. 42, 41. 40 ba tám ba bảy nhìn đàng hoàng rồi.
bước lên luôn, em bước lên luôn. Lại đứng. Nghiêm. Chào. Thôi. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Kim Quyên, đại diện ban giám hiệu nhà trường lên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời cô. Hôm nay trường Phổ Thông Sài Gòn tổ chức buổi tham quan dã ngoại về nguồn nhằm báo công ơn đối với những vị tiền nhân đã có công hy sinh ở đất nước. Thành tích mà thầy trò chúng con đạt được sau một thời gian học tập và miệt mài nghiên cứu đó là hai giải học sinh giỏi quốc gia, 15 giải học sinh giỏi trong thành phố, hai giải học sinh giỏi của thành phố Cần Thơ. Đó là tất cả những vinh quang và niềm tự hào của tất cả thầy trò trường Quốc văn Sài Gòn hôm nay xin kính dâng lên bác. Và mục đích của chuyến đi dã ngoại tham quan lần này là để học sinh trường Quốc văn Sài Gòn có một cái niềm tri ân đối với thế hệ tiền nhân đi trước đã đổ biết bao xương máu, công sức cho đất nước, cho quê hương. Và đó cũng là động lực để các em ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, dân tộc và đất nước. Sau đây đại diện học sinh giỏi của nhà trường sẽ có vài lời phát biểu cảm nghĩ. Qua chuyến đi này thì chúng em được học hỏi rất nhiều điều hay và những điều mới lạ, trau dồi nhiều kiến thức học tập, và vì vậy chúng em càng phải quyết tâm học tập hơn nữa để xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đường Hồ Chí Minh, con đường của tương lai. Đường
Chí Minh con đường của chân lý, đâu khó sẽ có thanh niên, gian khó sẽ rõ lòng người, mang theo tuổi 20 đi xây đường Trường Sơn, mang theo tuổi 20 đi xây con đường. Biển vừa bao dung vừa gian khổ,
người trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi. Mưa thu mang mang
chiều nắng xôn xao, chú chim non ca hát ngọt ngào với cây cỏ nhẹ hương thơm ban mai. Ta trả hết cho môi trường yêu đó những dấu chân lén lén qua mau, như đôi mắt ai đang còn bỡ ngỡ cùng tiếng cười khúc khích hôm nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đưa đã
20 chúng ta vẫn còn nhớ một đoạn đường chông gai hiến dâng cho ngày này. Hành trình tuổi 20 qua núi đao sông dài, từ mọi miền quê hương về đây chung bài ca. Băng qua Trường Sơn ta chắc biển say, băng qua Phước Long còn nhìn dấu chân hùng anh. Tiếng quê hương vòng mai Sài Gòn ngày 30 Bắc Nam chung bài ca. Hành trình tuổi 20 theo bước chân anh hùng, từ mọi miền xa xôi về đây chung bài ca. Đi trong tình yêu đất nước đẹp tươi, đi trong tiếng ca từ xuân thắp tay rừng xây, về đây miền xanh đông vui như mơ hồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông vượt gian khổ, tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi. Không phụ lòng làm học sinh trường Quốc Văn và xứng đáng để xứng với danh hiệu đó. Rồi chúc em. Xin chào đại biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Được rồi. Cái đó là cái nghề rồi. Được rồi.
Rồi xong.